Xin chào quý vị khán giả của kênh Bình Luận Viên Tại Biên Cương Plus. 36 bàn thắng cùng với 8 kiến tạo, đó là những gì mà người khổng lồ Erling Haaland mang đến giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải đầu tiên thi đấu ở nơi mà người ta vẫn gọi là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Thế nhưng gã khổng lồ với sức mạnh hủy diệt đó đâu rồi khi mà trong trận đấu ngày hôm qua với Arsenal, tiền đạo người Na Uy đã chơi trọn vẹn 90 phút nhưng có vẻ như người ta không nhận ra được sự hiện diện của anh ở trên sân. Và đó không phải lần đầu tiên mà gã khổng lồ chúng ta vừa nhắc tới lại dễ mất tích đến như vậy trong một trận cầu lớn. Ngày 13 tháng 6 năm 2022, câu lạc bộ Manchester City cho biết đã ký hợp đồng chuyển nhượng Erling Haaland từ Borussia Dortmund trong một thỏa thuận có giá trị 51 triệu bảng, tương đương 75 triệu euro. Có thể nói đây không phải là một bản hợp đồng quá lớn nếu không muốn nói rằng nó quá hời đối với nửa xanh thành Manchester, bởi lẽ khi đó Erling Haaland là tiền đạo mà cả thế giới đang săn đón sau những gì anh làm được trong màu áo vàng đen của Dortmund. 62 bàn sau 67 trận đấu là một con số quá ấn tượng dành cho một cầu thủ ở độ tuổi đôi mươi như Haaland. Tuy nhiên, kỳ vọng dành cho cầu thủ 23 tuổi đã khiến anh có trận đấu mở màn không như ý trong màu áo mới. Những tình huống bỏ lỡ cơ hội khá vô duyên trong trận đấu siêu cúp Anh mùa trước với Liverpool đã khiến nhiều người hoài nghi về năng lực thật sự của tiền đạo màu áo số 9. Nhưng cũng rất nhanh chóng, Haaland đã cho khán giả tại Anh thấy được sự đáng sợ của mình. Ngay trong trận đấu đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh, một tuần sau trận thảm họa đó, Haaland như chút cơn giận dữ của mình lên đối thủ với một cú đúp bàn thắng, thể hiện được bản năng sát thủ và phong cách chơi bóng đầy sức mạnh của mình. Để rồi ngay trong trận đấu thứ tư của mình tại Anh, Erling Haaland đã có cú hat-trick đầu tiên trong màu áo của Manchester City. Lần này nạn nhân của cầu thủ người Na Uy là Crystal Palace. Nhưng những chú đại bàng cũng chẳng phải buồn quá lâu vì cũng chỉ một tuần sau đó, lại là một đội bóng mới lên hạng Nottingham Forest cũng phải chịu cảnh tương tự khi làm nền cho cú hat-trick thứ hai liên tiếp của Erling Haaland. Trải qua 7 vòng đấu đầu tiên tại xứ sở sương mù, Haaland đã cán mốc 10 bàn thắng. Lúc này người ta đã thấy được sự đáng sợ của Manchester City khi sở hữu cựu tiền đạo của Borussia Dortmund. Nhiều người nói vui rằng chỉ cần De Bruyne chuyền bóng và Haaland bắt đầu chạy thì bàn thắng sẽ chuẩn bị đến. Thế rồi mùa giải cứ thế trôi qua, Erling Haaland kết thúc mùa giải với tần suất ghi bàn khủng khiếp, 52 bàn sau 51 trận cho Manchester City. Tiền đạo người Na Uy cũng thiết lập vô số những kỷ lục cấp câu lạc bộ, như cầu thủ đầu tiên lập hat-trick trong 3 trận sân nhà liên tiếp, cầu thủ trẻ nhất lịch sử chạm mốc 20 bàn ở Champions League, cầu thủ ghi 25 bàn và 30 bàn nhanh nhất lịch sử Champions League, và chắc chắn không thể không kể đến cú ăn ba lịch sử với chức vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup và chiếc cúp bạc danh giá UEFA Champions League. Nhiều người đã nghĩ đến danh hiệu quả bóng vàng dành cho Erling Haaland với bản danh sách những kỷ lục và danh hiệu anh đạt được trong một năm qua. Tuy ghi nhiều bàn thắng là vậy, thế nhưng ở Haaland có một điều khiến người hâm mộ vẫn còn lấn cấn về cầu thủ này, đó chính là sự tỏa sáng của anh trong những trận cầu lớn. Haaland có thể ghi bàn vào lưới của Crystal Palace hay Nottingham Forest, nhưng những điều đó sẽ không thể ấn tượng bằng cách anh ghi bàn trong những trận cầu mang tính chất quyết định của mùa giải. Mùa giải vừa qua, Manchester City đã lọt vào hai trận chung kết, đó là trận chung kết FA Cup và chung kết UEFA Champions League. Thế nhưng trong cả hai trận đấu này, người ta đều không thấy số 9 của The Citizen đóng góp nhiều ở mặt trận tấn công. Trong trận chung kết FA Cup với đối thủ cùng thành phố Manchester United, Haaland thi đấu trọn vẹn 90 phút và chỉ tung ra 3 cú sút, trong đó có một cú sút không trúng khung thành. Màn trình diễn mờ nhạt khiến anh được SofaScore chấm 6,5 điểm, số điểm thấp nhất trong đội hình chính mà Pep Guardiola tung ra sân trong trận cầu hôm đó. Đến với trận chung kết UEFA Champions League, trận đấu mà chắc chắn người hâm mộ nửa xanh thành Manchester còn mong mỏi sự tỏa sáng của Erling Haaland nhiều hơn nữa, bởi lẽ đây là danh hiệu để hoàn tất cú ăn ba lịch sử và cũng là dấu mốc để Manchester City được coi là một ông lớn thật sự của bóng đá châu Âu. Nhưng những gì Haaland mang đến là nỗi thất vọng hoàn toàn. Tiền đạo người Na Uy vẫn chơi trọn vẹn 90 phút nhưng chỉ tung ra được một cú sút duy nhất về phía khung thành của Andre Onana. Và anh được SofaScore chấm 6,5 điểm và cũng là số điểm thấp nhất trong đội hình của Manchester City ngày hôm đó. Bước sang mùa giải năm nay, Erling Haaland đã không còn duy trì được phong độ hủy diệt mà người ta thấy về anh ở mùa giải năm ngoái. 8 bàn thắng sau 8 trận đấu không phải là một con số tệ với một tiền đạo, thậm chí anh vẫn đang đứng đầu danh sách vua phá lưới ở Ngoại hạng Anh. Thế nhưng những bàn thắng đó được ghi vào lưới của những đội bóng thuộc nửa dưới của bảng xếp hạng như Sheffield United, Fulham, Nottingham Forest. Khi đối đầu với những Newcastle hay vừa qua là Arsenal, Haaland lại biến mất một cách kỳ lạ, đặc biệt là trong cuộc đối đầu đêm qua với Arsenal. Những gì làm được trên sân của Haaland thật đáng báo động.
không cú sút, không bàn thắng, không kiến tạo. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Tiền đạo số 1 tại giải Ngoại hạng Anh thậm chí không tung ra được một cú sút nào về phía khung thành của David Raya. Trong một trận đấu mà người ta kỳ vọng vào sự tỏa sáng hơn cả của Haaland, bởi vì chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao thôi cũng giúp định đoạt kết quả của trận đấu. Ngoài ra, trận đấu này còn mang ý nghĩa rất quan trọng để giúp Manchester City đòi lại ngôi đầu bảng từ tay của Tottenham Hotspur. Không chỉ trận đấu đêm qua mà nếu không phải là một fan hâm mộ của Manchester City, chắc chắn bạn sẽ giật mình khi biết rằng Haaland đã thiệt ngòi trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đây là con số dài nhất kể từ khi tiền đạo người Na Uy khoác lên mình màu áo xanh của The Citizen. Có nhiều người cho rằng việc thiếu đi đối tác ăn ý nhất trên hàng công là Kevin De Bruyne vô hình chung làm ảnh hưởng đến kết quả cũng như năng lực ghi bàn của Haaland ở mùa giải này. Điều này không sai vì De Bruyne đã kiến tạo rất nhiều cho Haaland ở mùa giải trước, thậm chí món đòn tấn công De Bruyne chuyển Haaland di chuyển đã làm khổ biết bao hàng phòng ngự của các đội bóng châu Âu. Nhưng đó là vấn đề ghi bàn, còn vấn đề nan giải là việc Haaland đang dễ dàng mất tích ở các trận đấu lớn. Có lẽ nó đến từ phong cách chơi bóng có phần đơn điệu của cầu thủ này và phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh cũng như sự càn lướt. Nhưng các trung vệ hàng đầu không ngán những tiền đạo như vậy vì họ đủ sự thông minh và khả năng phán đoán để có được những pha xử lý tình huống giàu sức mạnh như thế. Nói không xa, trong trận đấu đêm qua, William Saliba đã có trận đấu tuyệt vời khi phải đối đầu với Haaland. Trung vệ người Pháp đã đạt tỷ lệ 100% khả năng tranh chấp tay đôi, cùng với tỷ lệ 97% chuyền bóng thành công. Đáng chú ý, Saliba không còn phạm lỗi hay để qua người bất kỳ lần nào trong suốt 90 phút của trận đấu. Đối tác ở hệ thống phòng ngự của Saliba là Gabriel Magalhães cũng làm điều tương tự khi liên tục thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. Một ví dụ nhỏ nhưng nó cũng nói lên được nhiều điều về vấn đề của Erling Haaland bây giờ là phải tự nâng cấp bản thân lên khi anh vẫn còn khá trẻ, vẫn còn thời gian để cầu thủ người Na Uy luyện tập và tích lũy kinh nghiệm. Khi mà Kevin De Bruyne chưa biết bao giờ mới trở lại, Gundogan thì đã không còn chơi bóng ở Etihad, thì bây giờ là lúc Erling Haaland gặp rất nhiều khó khăn. Những thành công thì luôn đạt được từ trong gian khó, vì đây không phải là lúc mà Erling Haaland mãi là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ, đến lúc tỏa sáng và là gã khổng lồ trong những trận cầu lớn rồi, Erling Haaland. Quý vị nghĩ sao về phong độ của Erling Haaland trong những trận cầu quan trọng? Hãy đưa ra ý kiến của mình trong phần bình luận, ủng hộ video bằng những lượt like, chia sẻ, ủng hộ kênh bằng việc bấm đăng ký quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.